giờ mình sẽ cho bọn ăn giùm chị Banda thôi. Bọn con ơi, bọn con ăn đi, ăn cho lớn ra nè. Ôi, hết đúng rồi. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì tiếp tục Happy sẽ sinh tồn với Phọt nha mọi người ơi. Thì ngày hôm nay là tập 2 rồi đó.